Rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm các bài còn lại ở trang 113. Bài 5.38. Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, sao cho AB bằng 2, BC bằng 1 cm. Thầy vẽ hình luôn nha. 5.38. B nằm giữa A và C, sao cho AB bằng 2. Như vậy thì A của chúng ta đây, B của chúng ta đây, và C đây. Vẽ các đường tròn tâm A bán kính là 1.5 cm, tâm B bán kính bằng 3 và tâm C bán kính bằng 2. Tâm A bán kính bằng 1.5. Đây, mình lấy bán kính, mình lấy độ mở của con ba là 1.5. Rồi, đường tròn tâm A bán kính 1.5. Đường tròn tâm B bán kính là 3. À, 3 chính là AC luôn. Vậy mình lấy độ mở là AC thôi, còn tâm thì mình vẫn lấy tại B. AC bằng 3. Và cuối cùng là đường tròn tâm C bán kính là 2. 2 chính là AB đúng không? Rồi, 2 chính là AB. Đường tròn tâm C bán kính là 2. Hãy xác định các cặp đường tròn A cắt nhau, B là không giao nhau, C là tiếp xúc nhau. Câu A. Các cặp đường tròn cắt nhau. Đúng ra là giải thích nữa mới đúng ha. Hãy xác định các cặp đường tròn cắt nhau, không giao nhau và tiếp xúc với nhau. Và giải thích nữa thì nó mới đầy đủ. Thì mình thấy nè, những cái đường tròn tâm A, tâm B, tâm C chúng ta đều biết bán kính rồi. Khoảng cách giữa các tâm đó là AB, BC và AC chúng ta cũng biết luôn rồi. Cho nên là mình sẽ dựa vào cái lý thuyết vị trí tương đối giữa các đường tròn để chúng ta biết được, dẫn chứng cho người ta thấy được là đường tròn nào cắt nhau, đường tròn nào không giao nhau, đường tròn nào tiếp xúc với nhau. À, thì đầu tiên mình đặt cái đó nha, mình đặt cái đó. Gọi RA, RB, RC lần lượt là bán kính của đường tròn này nha. Gọi RA, RB, RC lần lượt là bán kính của đường tròn tâm A bán kính là 1.5 cm, đường tròn tâm B bán kính là 3 cm và đường tròn tâm C bán kính là 2 cm. Mình gọi cái ra để mà chúng ta trình bày cho nó đơn giản. Thì lúc này ta có theo đề, ta có, mình có gì? Thứ nhất, chúng ta có RA thì bằng 1.5. Rồi RB
thì bằng 3 cm, còn RC thì bằng 2 cm. Đó là ba bán kính của ba đường tròn. Rồi bây giờ khoảng cách giữa các tâm này thì AB đề cho là 2 đúng không? AB đây là 2 cm. Còn AC thì 2 cộng 1 là 3 cm. Và cuối cùng là BC. BC thì bằng 1 cm. Đó, đề cho. Những cái này đề cho hết. Rồi, bây giờ mình đi vào câu A ha. Câu A. Đề hỏi chúng ta là xác định các cặp đường tròn cắt nhau nha. Thêm chữ là và giải thích nữa. Chứ còn nếu mà xác định các cặp đường tròn cắt nhau thì chúng ta nhìn vô hình là chúng ta cũng biết rồi, đâu cần làm gì nữa ha. Và giải thích. Rồi, thì bây giờ mình thấy nè, đường tròn tâm A với đường tròn tâm B, đường tròn với đường tròn lớn này nè. Đường A đây. Thì hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm này đúng không? Đó, mình thấy cắt nhau tại hai điểm này. Đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cắt nhau. Thì mình biết rằng là ở cái phần lý thuyết mà chúng ta học thì hai đường tròn cắt nhau nếu hiệu giữa hai bán kính R trừ cho R phẩy bé hơn khoảng cách giữa hai tâm và bé hơn tổng của hai bán kính. Đó. Như vậy thì bài này mình cũng làm tương tự như vậy. Để chỉ ra đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cắt nhau thì chúng ta cũng chỉ ra cái điều này ha. Đây thì mình có nè, chúng ta có gì, RB trừ cho RA hiệu với hai bán kính chính là RB trừ RA bằng 1,5 đúng không? Thì để cho nó gọn mình có thể ghi như sau: 1,5 cm chính là RB trừ cho RA. Đó. Hiệu giữa hai bán kính bằng 1,5. 1,5 thì bé hơn khoảng cách giữa hai tâm. Khoảng cách giữa hai tâm là AB. Nè, bé hơn khoảng cách giữa hai tâm. Đó là bé hơn hơn AB. Vì AB bằng 2 cm, đúng không? Đó. AB bằng 2 cm, bé hơn. Rồi tiếp tục bé hơn tổng của hai bán kính. Bé hơn R RB cộng với RA. Đó, RB cộng RA chính là 3 cộng 1,5 là chúng ta được 4,5 cm ha. Ghi như thế này thì chúng ta nhìn nó hơi rối một tí nhưng mà nó gọn thôi. Còn để các em đỡ rối thì tôi chỉ nè. Đây, hiệu giữa hai bán kính bé hơn khoảng cách giữa hai tâm. Khoảng cách giữa hai tâm là A và B. Đó, và khoảng cách giữa hai tâm thì lại bé hơn tổng của hai bán kính. Rồi, thì mình kết luận thôi. Được không? Mình có điều này thì mình kết luận. Vậy đường tròn tâm A chúng ta có thể ghi như thế này cho nó nhanh. Vậy đường tròn tâm A và đường tròn tâm B cắt nhau một cặp ha. Rồi tương tự như vậy, bây giờ mình thấy nè, đường tròn tâm A và đường tròn tâm C cũng cắt nhau tại hai điểm này đúng không? Đó, mình cũng hoàn toàn trình bày tương tự như vậy. Tiếp theo này thì mình thấy rằng là RA đề cho là 1,5, RC đề cho là 2, mình lấy lớn mình trừ nhỏ nha. Đây, RC là 2, RA là 1,5. 2 trừ 1,5 thì chúng ta được là 0,5 nha. Ta có 0,5 cm chính là bằng RC trừ RA. Đó. RC trừ RA bằng 0,5. Còn khoảng cách giữa hai tâm đó là A và C là bằng 3, đúng không? Đây, AC bằng 3. Bé hơn hơn AC. AC chính là
là 3 cm và bé hơn tổng hai bán kính, đó là RA cộng cho RC. RA cộng với RC thì chúng ta được là 3,5. Đồng ý chưa? 3,5. Đó. Do đó, đường tròn tâm A và đường tròn C sẽ cắt nhau. Đó, đây. Hiệu giữa hai bán kính bé hơn khoảng cách giữa hai tâm và bé hơn tổng của hai bán kính. Cho nên là theo lý thuyết chúng ta học thì hai đường tròn nó sẽ cắt nhau. Rồi mình xong câu A. Câu B là không giao nhau. Nè, không giao nhau. Thì nhìn vào đây mình thấy là thằng C này nó sẽ tiếp xúc với thằng B nè. À, đường tròn tâm C và đường tròn tâm B tiếp xúc với nhau nè. Rồi AB cắt nhau nè, AC cắt nhau nè. Như vậy thì không có cặp đường tròn nào không giao nhau nha. Câu A xong rồi, bây giờ câu B này. Câu B là không có cặp đường tròn nào không giao nhau. Rồi bây giờ mình sang câu C ha. Câu C là tiếp xúc nhau. Thì theo lý thuyết chúng ta học tiếp xúc nhau khi nào các em? Khi hiệu của hai bán kính bằng khoảng cách giữa hai tâm. Đúng không? Thì lúc đó là tiếp xúc trong. Nè, tiếp xúc trong. Mình thấy đây là tiếp xúc trong nè. Do thằng C, đường tròn tâm C nó ở trong cái đường tròn tâm B. Cho nên là tiếp xúc trong. Đây. Ta có BC thì bằng 1. Đúng không? Mình có là BC bằng 1 cm. 1 cm cũng bằng RB trừ cho RC, đúng không? Đây, RB là 3, RC là 2. Đó, cho nên là 1 cũng bằng RB trừ cho RC. Khoảng cách giữa hai tâm này, tâm B tâm C này bằng hiệu giữa hai bán kính này. Như vậy thì mình kết luận là đường tròn B và C tiếp xúc với nhau nha. Do đó, đường tròn tâm B và C tiếp xúc, bonus thêm, tiếp xúc trong nha, với nhau. Tiếp xúc chia làm hai loại, tiếp xúc trong và tiếp xúc ngoài. Rồi, mình xong 5.38. Bây giờ mình sang 5.39. Cho tam giác ABC có góc A vuông. Mình vẽ tam giác ABC cái đã. 5.39. Cho tam giác ABC có góc A vuông. Đây, góc A vuông. Tam giác A, B, C có góc A vuông. Vẽ hai đường tròn tâm B bán kính BA và đường tròn tâm C bán kính CA cắt nhau tại A và A phải. Đường tròn tâm C bán kính CA rồi đường tròn tâm B bán kính BA
Hai đường tròn này sẽ cắt nhau tại A và A phẩy. A của chúng ta đây rồi, và A phẩy của mình sẽ nằm đây. Chứng minh rằng BA và BA phẩy là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn CCA. Đây, đường tròn CCA là đường tròn này. Thì mình biết rằng là BA và BA phẩy cắt nhau tại B rồi, đúng không? Bây giờ mình chỉ cần chứng minh tiếp tuyến nữa là được. Thì để chứng minh tiếp tuyến, chúng ta biết rằng là tiếp tuyến là cái đường thẳng nó đi qua một điểm của đường tròn, một điểm nằm trên đường tròn và vuông góc với bán kính tại điểm đó, thì suy ra nó sẽ là tiếp tuyến, đúng không? Mình thấy nè, điểm A thì nằm trên đường tròn CCA rồi, mà BA lại vuông góc với AC, vuông góc với bán kính, vậy thì BA là một tiếp tuyến, đúng không? Đó, như vậy thì bây giờ mình cần chứng minh BA phải là tiếp tuyến nữa là xong. Thì nối BA phải lại. Đó, rồi thì nối bán kính nha. Nối bán kính lại. Thì A phải cũng nằm trên đường tròn tâm C rồi. Bây giờ mình cần chứng minh góc này vuông nữa. À, là xong ha. Vuông góc với bán kính tại tiếp điểm nè. Rồi lần sau để mình chứng minh góc này vuông. Thì ở lớp 7 mình học rồi, thì thông thường để chứng minh góc này vuông, mà góc này vuông rồi thì chúng ta dễ dàng thấy được là chúng ta phải chứng minh hai tam giác này bằng nhau, đúng không? Hai tam giác này bằng nhau. Mình thấy là BA bằng BA phẩy vì bằng bán kính của cái đường tròn này. Rồi CA bằng CA phẩy vì bằng bán kính của đường tròn C. Rồi BC là cạnh chung. Đó, từ đó mình suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hai tam giác này bằng nhau suy ra góc A phẩy sẽ bằng góc A và cũng bằng 90 độ. Đúng không? Rồi, giờ xong bài rồi. Xong qua. Đây, bây giờ chúng ta làm ha. C câu B này, CA và CA phẩy là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn B, BA. À, câu B nó cũng thừa hưởng những cái kết quả của câu A. Do đó thầy sẽ chứng minh góc này vuông trước rồi thầy hãy vào câu A nha. Đây ha. Xét tam giác BAC và BA phải C. Xét tam giác BAC và tam giác BA phải C. Nè, xét hai tam giác này. Mình có. Có gì? BC là cạnh chung này. Đó, BC là cạnh chung. Rồi BA bằng BA phẩy. BA sẽ bằng BA phẩy. Lý do là bằng bán kính của đường tròn tâm B, bán kính là BA, đúng không? BA bằng BA phải. Rồi tương tự như vậy mình cũng có CA bằng CA phải. CA bằng CA phải. Lý do là cùng bằng bán kính của đường tròn tâm C, bán kính là CA. Đó, đủ để chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau, đúng không? Từ đó mình có được là tam giác BAC sẽ bằng với tam giác BA phải C. Trường hợp cạnh cạnh cạnh. Hai tam giác này bằng nhau thì mình suy ra là góc A của chúng ta sẽ bằng góc A phải, đúng không? Suy ra góc A bằng góc A phải. Và góc A thì bằng 90 độ. Đó, cho nên A phải cũng bằng 90 độ luôn. Lý do là hai góc tương ứng. Ok. Rồi, bây giờ mình mới vào câu A này. Chúng ta đã chỉ ra được bạn này bằng 90 độ. Mình chỉ ra rồi thì mình điền vô để nhắc mình ha.
Giờ chúng ta đi vào câu A. Là câu A. BA và BA phẩy là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn CCA. Đường tròn C, bán kính là CA, đường tròn này. Đó. Thì mình chỉ ra cho người ta thấy rằng là điểm A nó nằm trên đường tròn CCA, đúng không? Đây. Thứ nhất có hai ý nha. Ý thứ nhất là điểm A nó nằm trên đường tròn tâm C, bán kính là CA. Rồi thứ hai, mình có gì nữa? Mình có BA vuông góc với CA. Đúng không? BA vuông góc CA do mình chỉ ra bạn này bằng 90 độ rồi. Mình đề cho bằng 90 độ rồi. Và BA vuông góc với CA. Đây. Đường thẳng vuông góc với bán kính tại một điểm nằm trên đường tròn. Cho nên mình kết luận là BA chính là tiếp tuyến nha. Từ đó mình suy ra BA là tiếp tuyến của đường tròn tâm C bán kính CA. Rồi, tiếp theo, A phẩy của chúng ta cũng vậy. A phẩy của chúng ta nó cũng nằm trên đường tròn tâm C bán kính CA và BA phẩy vuông góc với bán kính CA phẩy. Từ đó mình suy ra là BA phẩy là tiếp tuyến của đường tròn C bán kính là CA. Đây, cơ sở lý thuyết là theo định lý 1 trang 100 này. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm nằm trên một đường tròn, đó, điểm này là nằm trên một đường tròn, và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó, thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn. Đó. Thì mình thấy rằng là đường thẳng của chúng ta đi qua điểm A nằm trên đường tròn này. Và đường thẳng của chúng ta vuông góc với CA. Đó. Nên BA chính là tiếp tuyến. Điểm A thì hiển nhiên nằm trên đường tròn, nằm trên đường thẳng BA đúng không? Rồi, từ hai điều này thì mình suy ra BA và BA phải là hai tiếp tuyến cắt nhau đúng không? Nè, BA và BA phải là hai tiếp tuyến của đường tròn này rồi nè. Đi qua điểm B nữa, nên là hai tiếp tuyến cắt nhau. Vậy BA và BA phải là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn C bán kính là CA. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta làm câu B ha. Câu B là CA và CA phải là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn BBA. Đây chứ. CA và CA phải là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn này. Thì tương tự như vậy thôi các em. Thứ nhất là mình có A nằm trên đường tròn tâm B bán kính là BA, đúng không? Thứ nhất là chúng ta có A này, nó nằm trên đường tròn tâm B bán kính là BA. Và chúng ta có CA vuông góc với BA. Và CA vuông góc với BA. Từ đó mình suy ra CA là tiếp tuyến của đường tròn tâm B bán kính là BA. Điểm A phải cũng vậy, cũng thuộc đường tròn tâm B bán kính BA. Và CA phải cũng vuông góc với BA phải. Từ đó mình suy ra là CA phải là tiếp tuyến của đường tròn tâm B bán kính là BA. Từ hai điều này mình suy ra
CA và CA phẩy là hai tiếp tuyến cách nhau của đường tròn tâm B bán kính BA. Ha. Vậy CA và CA phẩy là hai tiếp tuyến cách nhau của đường tròn tâm B bán kính là BA. CA và CA phẩy là hai tiếp tuyến cách nhau của đường tròn tâm B bán kính BA. Rồi, mình xong ha. Hình vẽ đây. Rồi mình lý luận, mình chỉ ra góc A và góc A phải bằng 90 độ cái đã nha. Rồi sau đó mình chứng minh. Chúng ta qua bài cuối cùng. 5.40. Cho hai đường tròn O và O phẩy cắt nhau tại A và B. Đường tròn O và O phẩy cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng D, đường thẳng D đây, đi qua điểm A, cắt đường tròn O tại E và cắt đường tròn O phẩy tại F. E và F khác A. Biết điểm A nằm trong cái đoạn EF. Điểm A nằm trong cái đoạn EF. Gọi Y và K lần lượt là trung điểm của AE và AF. Gọi Y và K lần lượt là trung điểm. Y và K lần lượt là trung điểm của AE và AF. Câu A, chứng minh rằng tứ giác O, O phẩy, K, Y là một hình thang vuông. O, O phẩy, K, Y là một hình thang vuông. Thì thầy nhìn vô hình này thầy thấy bị thừa các em. Theo thầy là cái dấu vuông này không, tác giả không nên đưa vào đây. Cái dấu vuông này ha. Bởi vì nếu mà đưa dấu vuông này vào thì nó là hình thang vuông rồi, chúng ta đâu cần chứng minh gì nữa nha. Không nên có cái dấu vuông này. Rồi, như vậy thì bây giờ mình xử lý làm sao? Đây, thầy nối OE và OA lại nha, nối OE và OA lại. Thầy nối O phải F và O phải A lại. Đó. Lúc này chúng ta thấy nè, tam giác OAE là tam giác căng tại O, đúng không? Vì OA bằng OE bằng bán kính của đường tròn tâm O. Tam giác căng mà bạn này là đường trung tuyến, đúng không? Y là trung điểm thì bạn này là trung tuyến. Trung tuyến thì cũng sẽ là đường cao, cho nên góc này vuông. Đó. Cho nên thầy mới nói là không nên cho để tự mình chứng minh là vậy. Tương tự bạn này cũng vậy. Tam giác O phẩy AF là tam giác căng tại O phẩy, do O phẩy A bằng O phẩy F bằng bán kính của đường tròn tâm O phẩy. K là trung điểm của AF, do đó O phải K chính là đường trung tuyến ứng với đỉnh. Trong tam giác căng mà đường trung tuyến ứng với đỉnh cũng sẽ là đường cao. Cho nên bạn này vuông góc. Ha, đường cao nên góc này góc vuông. Thì lúc này O phải K và OY sẽ song song với nhau vì cùng vuông góc với đường thẳng D. Đúng không? Song song với nhau. Song song với nhau nên nó là hình thang. Hình thang mà có một góc vuông thì sẽ là hình thang vuông. Rồi, chúng ta xong câu A. Rồi, bây giờ chúng ta làm vào ha. 5.40. Câu A. Mình thấy là tam giác OAE căng tại O. Lý do là OA bằng
bằng OE. Căn tại O mà OE là đường trung tuyến, đúng không? Mà OE là đường trung tuyến. Lý do là do y là trung điểm của EA. Đề cho nha, y là trung điểm của EA. Mà OI là đường trung tuyến nên OI cũng là đường cao, được chưa? Nên OI cũng là đường cao. Đó. OI là đường cao thì chúng ta suy ra OI vuông góc với AE. Vuông góc với AE. Được chưa? Và bạn AE cũng chính là đường thẳng D của chúng ta luôn đó. Nè. OI vuông góc cho AE. AE cũng chính là đường thẳng D. Được chưa này? Còn kỹ thì mình ghi là hay OI vuông góc với D. Đó, kỹ thì chúng ta làm như vậy. Rồi tương tự như vậy. Tam giác O phẩy AF căn tại O phẩy. Lý do là O phẩy A bằng O phẩy F. Mà O phẩy K là đường trung tuyến do K là trung điểm của AF. Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với đỉnh cũng là đường cao. Nên O phẩy K cũng là đường cao. Đó. Đường cao thì suy ra O phẩy K của chúng ta sẽ vuông góc với AF. Vuông góc AF. AF cũng chính là đường thẳng D của chúng ta. Nè. Rồi. Từ đây mình rút ra kết luận gì? Mình có là OI sẽ song song với O phải K. Nè. Do đó OI sẽ song song với O phải K. Và hoặc là vì cùng vuông góc với đường thẳng D, đúng không? Vì cùng vuông góc với đường thẳng D. Nè, vì cùng vuông góc với thẳng D. Hai thằng này song song và góc này bằng 90 độ thì suy ra nó là hình thang vuông. Ok chưa? Từ đó mình suy ra được là O, O phẩy, KI. O, O phẩy, KI là hình thang vuông. Lý do là hình thang có một góc vuông. Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông. Rồi, chúng ta xong câu A ha. Câu B, chứng minh rằng YK bằng một nửa của EF. YK bằng một nửa của EF. À, câu này đơn giản quá. Y là trung điểm của AE, K là trung điểm của AF. Thì chúng ta dễ dàng chứng minh được YK là bằng một nửa của EF, đúng không? Đây ha. Vì Y là trung điểm của AE. Câu B này. Vì Y là trung điểm của AE. Y là trung điểm của AE thì YA của chúng ta
hiển nhiên là bằng một nửa của AE. Rồi tiếp theo, K là trung điểm của AF. Suy ra AK của chúng ta bằng một nửa của AF. Đó. Vậy mình cần chỉ ra IK. IK thì chính là bằng IA cộng cho AK, đúng không? IK thì bằng IA cộng cho AK bằng IA thì bằng một nửa của AE. AK thì bằng một nửa của AF. Đó, chúng ta lấy một nửa ra ngoài. Mình còn AE cộng cho AF. AE cộng cho AF thì chính là AF bằng 1 phần 2 AF. Rồi, câu B này khá đơn giản ha. Câu C. Khi D ở vị trí nào? Chú ý rằng là D vẫn luôn qua A ha. Thì OO phải KI là một hình chữ nhật. D ở vị trí nào? Mình thấy nè. Khi mà đường thẳng D đi qua A, chúng ta đã chứng minh là tứ giác OO phải KI luôn là một hình thang vuông. Được chưa? Và mình thấy rằng là nếu hình thang vuông đó là hình chữ nhật thì chuyện gì xảy ra các em? Hình chữ nhật thì IK sẽ song song với OO phải. Đúng không? IK sẽ song song với OO phải. Được chưa? Và ngược lại, nếu mà IK nó song song với OO phải thì rõ ràng OO phải KI của chúng ta là hình chữ nhật. Bởi vì IK mà song song với OO phải mà thằng này vuông góc với bạn này thì sẽ vuông góc với bạn này. Đúng không? Đó, tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. Được chưa? Như vậy thì mà để IK mà song song với OO phải thì D của chúng ta sẽ song song với OO phải, đúng không? Đó. Vậy mình trả lời sao các em? Vậy muốn tứ giác OO phải KI là hình chữ nhật thì điều kiện là D của chúng ta nó phải song song với OO phải. Câu C nè. Mình thấy nè. Khi đường thẳng D đi qua A thì OO phải KI. OO phải KI luôn là hình thang vuông. Luôn là hình thang vuông. Đó. Điều này chúng ta đã chứng minh ở câu A. Đó. Tiếp theo. Nếu OO phải KI là hình chữ nhật. Nếu OO phải KI là hình chữ nhật thì lúc này chúng ta thấy rằng là IK của chúng ta sẽ song song với OO phải. Đúng không? Hay là D song song với OO phải. Đó, từ thẳng D song song với OO phải. Đó, mình nói đi rồi mình nói lại thì bài toán nó mới chặt chẽ nha. Ngược lại chúng ta thấy rằng là nếu bây giờ nó ngược lại ha. Nói đi rồi lại nói lại. Nếu D song song với OO phải
hay hay là mình đi thì ha, thì đi thì nó chặt chẽ hơn, thì IK sẽ song song với OO phải, được chưa? Lúc này tứ giác OO phải KI bạn này luôn là hình thang vuông, mà bây giờ IK mà song song với OO phải nữa thì nó sẽ là hình chữ nhật, là hình chữ nhật. Rồi bây giờ mình kết luận ha. Vậy nếu D song song với OO phải thì bạn này là một hình chữ nhật nha. Vậy nếu D mà song song với OO phải thì tứ giác OO phải KI là hình chữ nhật. Thầy trình bày thêm một cách khác nữa như sau ha. Câu C, riêng câu C thầy trình bày thêm một cách khác nữa như sau. Cách 2. Mình thấy rằng là khi D đi qua A, khi D qua A thì tứ giác OO phải KI đều có hai góc này vuông, được không? Khi D đi qua A thì tứ giác OO phải KI có góc K bằng góc Y bằng 90 độ. Mình đang đề cập đến tứ giác này cho nên mình nói góc K và góc Y thì người ta vẫn hiểu đó là hai góc này ha. Đó, khi D đi qua A thì tứ giác này có điều này. Rồi tiếp theo, khi hay là nếu nha, D mà song song với OO phải thì chuyện gì xảy ra? Nếu D song song với O phải thì ta có nếu mà D mà song song với O phải thì mình sẽ có là IK song song với O phải, đúng không? Thứ nhất mình có IK sẽ song song với O phải, mà O phải K thì vuông góc với IK, đúng không? Mà O phẩy K vuông góc với IK, O phẩy K vuông góc với IK. Ok, hai bạn này song song với nhau, O phẩy K vuông góc với bạn này thì suy ra cũng sẽ vuông góc với bạn này, đúng không? Hai bạn này song song với nhau, O phẩy K vuông góc với IK thì sẽ vuông góc với O phẩy. Đó. Thì từ đây mình suy ra là O phẩy K sẽ vuông góc với O phẩy. Hay hay lúc này cái góc K O phẩy O bằng 90 độ. K O phẩy O bằng bằng 90 độ. Đó. Tứ giác O phẩy KI có ba góc vuông nên là hình chữ nhật. Thì dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật thì tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. Rồi chúng ta kết luận thôi. Vậy khi D song song với O phải nha, kết luận. Vậy khi D vẫn đi qua A, kỹ hơn thì mình ghi là vẫn đi qua A. Đó. Khi D song song với OO phải thì tứ giác OO phải KI là một hình chữ nhật. OO phải KI
là hình chữ nhật. Ok, rồi. Chúng ta xong các bài tập ở trang 113 và chúng ta cũng kết thúc sách học kỳ 1 ở đây. Rất là biết ơn các em đã xem hết video và hẹn gặp lại các em ở video sau. Bye bye!